nằm bên dòng sông Đỏ Nọng phù sa. Khu di tích Miếu Ông và Miếu Bà nằm ở trung tâm của làng Vu Chu, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Miếu Ông và Miếu Bà là công trình kiến trúc tín ngưỡng thờ thành hoàng làng, đồng thời là nơi phục vụ nhu cầu tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh cho nhân dân. Miếu Ông tọa lạc trên một khu đất cao trong khu dân cư, nhìn theo hướng đông nam với khuôn viên khá rộng và thoáng. Miếu Ông là di tích hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thờ thành hoàng Đông Hải Đại Vương, vị thần có công đối với đất nước, nhân dân. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Chúng ta đang đứng trước khuôn viên của Miếu Ông thờ Đông Hải Đại Vương, được tọa lạc trên mảnh đất của thôn Vu Chu, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Theo thần phả thần tích của làng Vu Chu còn ghi lại, Miếu Ông thờ Đông Hải Đại Vương được xây dựng thế kỷ thứ 13 và được tu sửa, chỉnh sửa vào năm 1969. Ngài sinh ra vào giờ Thìn ngày 14 tháng 8 năm Tân Mão và quy hóa vào ngày 15 tháng 7, nhưng không rõ năm. Khi người sinh ra là một chàng trai, là một con người khôi ngu, tuấn tú, đầy tôi thì biết nói, 5 tuổi thì biết hiểu là luật thơ, năm 15 tuổi thì Ngài nổi trí tang bồng, có trí kinh thiên, vĩ đại, có trí để mà giúp dân, giúp nước. Năm 23 tuổi thì Ngài thi cử đỗ đạt và được làm quan trong triều đình nhà Lý. Có một lần đến trang Hồng Khê để mà chiêu mộ quân sĩ với mục đích là để khôi phục lại nhà Lý. Trong một cái bữa yến tiệc khao quân tướng sĩ thì có mời các bô lão và nhân dân trang Hồng Khê tham dự vui cùng yến ẩm. Trong bữa vui yến ẩm đó thì đại vương có nói rằng: hiện nay chúng ta nay đây mai đó, không sớm chiều vui vầy cùng với nhân dân được, mà lấy việc khôi phục nhà Lý làm trọng. Hiện nay ta có trong hành cung cùng ở trong dân ấp, nay đưa ra 5 lạng vàng cho người dân để mua ruộng đất làm nơi hương hỏa cúng tế về sau. Sau khi Ngài nói vậy, các bố lão và nhân dân rất phấn khởi, vui mừng và đồng tình, đồng thuận và bái tạ Ngài. Sau khi Ngài mất, nhân dân địa phương đã lập miếu thờ Ngài và tôn là thành hoàng làng. Hàng tháng vào ngày mùng 1, ngày rằm, địa phương tổ chức hương khói đầy đủ, chu đáo. Hàng năm cứ vào ngày mùng 6, mùng 7, tháng 10 âm lịch thì tổ chức dỗ thành hoàng làng. Và 5 năm địa phương chúng tôi lại tổ chức lễ hội để ghi nhớ công lao to lớn của Ngài đối với đất nước. Năm Duy Tân thứ 6, Ngài được phong tặng một sắc phong là Thượng Đẳng Thần. Năm Khải Định thứ 9, Ngài tiếp tục lại được phong một sắc phong nữa, cũng là Thượng Đẳng Thần. Các hạng mục kiến trúc tại miếu mang phong cách truyền thống. Hiện miếu ông lưu giữ được một số hiện vật có giá trị như bản thần tích, khám thờ, long ngai, bài vị có niên đại thời Nguyễn và sắc phong Khải Định năm thứ 9 năm 1924 và sắc phong Duy Tân năm thứ 5 năm 1911. Di vật tiêu biểu phải kể đến là bát hương gốm Thổ Hà thế kỷ 18. Các hạng mục chính di tích gồm nghi môn, tiền tế, hậu cung. Từ nghi môn qua khoảng sân rộng lát gạch đỏ vào tới công trình chính, bao gồm nhà tiền tế và hậu cung. Tiền tế gồm 5 gian tường hồi bít đốc với 2 mái chày, tường xây bao hai bên hồi, 3 gian giữa để chống thoáng. Các cột hiên xây gạch tiết diện vuông để tạo mặt bằng ghi câu đối ca ngợi ân đức thành hoàng làng. Mái được lợp ngói di cổ, bờ nóc bờ dài đắp đấu đinh, hai đầu bờ nóc đắp trụ biểu chữ nhật có gờ chắc khỏe. Qua một khoảng sân lộng là tới tòa hậu cung. Hậu cung miếu là một nhà dọc bít đốc tay ngai. Mặt trước hậu cung được xây dựng hoàn toàn vôi vữa nối liền hai bên tường lừng làm tay ngai. Phía trước nhà chủ ba cửa có đắp các cột giả làm nơi ghi câu đối. Bên trên các cửa đắp các mái giả cùng bức hoành phi đầy chữ Hán, vương hầu hữu miếu. Bờ hồi xây đắp giật cấp vững chãi.
các bộ vì bên trong tòa hậu cung được làm theo kiểu chồng giường. Bộ vì phía hậu được treo bức hoành phi bằng chữ Hán để ba chữ Tối Linh Từ. Gian giữa trong cùng tòa hậu cung được làm sàn lửm để bài trí khám thờ, đặt cỗ long ngai bài vị cùng bát hương gốm Thổ Hà, Lọ Hoa. Cùng nằm trong khu di tích là Miếu Bà. Miếu Bà tọa lạc trên một thế đất đẹp, trung tâm khu dân cư, trông hướng Tây, dựa lưng vào Miếu Ông. Miếu Bà thờ Quế Anh Phu Nhân là công chúa con gái Vua Hùng thứ 18, được nhân dân sở tại suy tôn là thành hoàng làng, bảo trợ đời sống tinh thần cho nhân dân. Di tích lịch sử Miếu Bà thôn Vũ Chu được xây dựng vào thế kỷ 16. Miếu Bà thờ Quế Anh Phu Nhân là con gái của Vua Hùng thứ 18. Thế thì bà thì hàng năm thường thì du ngoại sang sông Nghệ Hà bên này. Đấy, nhìn thấy đất thợ gọi là Vũ Chu ngày xưa là làng Vũ Chu hiện nay. Thì thấy đất màu mỡ, phì nhiêu. Thì dạy nhân dân là trồng dâu nuôi tầm, kéo kén đem lên làng cổ đô để bán, để dệt lụa. Và dạy nhân dân làng Vũ Chu là trồng lúa nếp hoa vàng. Dạy làm bánh trưng, bánh dày để thờ cúng tổ tiên ở trong cái dịp Tết Nguyên Đán hoặc các ngày rỗ hàng năm ngày 15, ngày rằm mùng 1, thường hàng năm như vậy. Thế thì sau khi bà qua đời, tức là để xây bà hóa đi thì đã nhân dân làng Vũ Chu để xây dựng nơi thờ của bà ở đây. Qua cổng là khoảng sân rộng lát gạch bát dẫn vào các hạng mục chính của di tích, gồm tiền tế, hậu cung. Tiền tế là công trình mới được tu bổ, tôn tạo gần đây, gồm 3 gian tường hồi bít đốc một mái chày. Phía trước tiền tế để trống, tường hậu được xây thẳng từ dạ lượng luôn xuống. 4 bộ vì tiền tế được làm thống nhất theo kiểu bán vì kẻ bầy, với các đầu kẻ, xà, ăn vào thân tường hậu. 2 bộ vì bên được ốp liền với 2 hồi nhà. Các cột hiên được làm tròn to, bê tông giả gỗ, tạo thế vững chãi cho bộ khung. Từ đầu cột hiên có một bẩy to mập vươn ra đỡ tẩu mái. Đôi bẩy của bộ vì thế được làm rất kỹ lưỡng, chạm nổi cả hai mặt theo đề tài tứ linh, tứ quý, cùng hoa lá theo phong cách điêu khắc của giai đoạn cuối thế kỷ 19. Đây là đôi bẩy cũ đã được giữ lại khi tu bổ hạng mục tiền tế. Qua tiền tế, từ tường hậu có chỗ 3 cửa là vào tới hậu cung. Kích thước các cửa khiêm tốn, tập trung vào gian giữa tiền tế. Hai bên các cửa này có đắp giả cột làm nơi ghi câu đối. Phía trên cửa giữa có đắp nổi bức hoành phi để 4 chữ Hán, Diễm Phúc Tứ Dân. Hai bên ghi câu đối, ức niên chiêm ngưỡng thần như tại, lịch đại bao phong đức nhật tân. Hậu cung Miếu Bà là một ngôi nhà dọc có hội chức ăn liền với tường hậu tòa tiền tế. Kết cấu bộ vì hậu cung được làm theo kiểu 3 cửa cuốn vòng chịu lực đỡ của mái, 2 lá mái lợp ngói cổ. Các tường hậu và hồi tại hậu cung được vẽ sơn rất kỹ lưỡng theo đề tài tứ linh hoa lá, phong cách sơn vẽ đầu thế kỷ 20. Tại gian giữa tòa hậu cung được xây các bệ thờ vôi vữa là nơi tọa lạc của các đồ thờ tự. Gian giữa hậu cung là nơi thâm nghiêm nhất, ở vị trí cao nhất được bày trí các đồ thờ thánh bà như long ngai, bát hương sứ, chân đèn, đài nước, giá văn và đặc biệt là 4 đạo sắc vong vua Nguyễn phong tặng cho thánh bà. Đây là những minh chứng cho ân đức của thánh bà được trường tồn cùng với thời gian mà nhân dân Vũ Chu, nhất là các cụ trong hội người cao tuổi và cụ Từ ngày ngày bảo vệ, hương đăng cẩn trọng.